Đại diện Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm cho biết, khu Liên hiệp Thể thao Quốc gia là đơn vị sự nghiệp được nhà nước giao đất nên không phải nộp tiền sử dụng đất. Nhưng khi doanh nghiệp ký hợp đồng liên kết với đơn vị khác có phát sinh doanh thu thì thuộc diện phải kê khai và nộp thuế. Từ năm 2011 đến nay, khu Liên hiệp Thể thao Quốc gia có ký 5 hợp đồng dài hạn với số tiền thuê đất phải nộp ngân sách là 43 tỷ đồng. Tổng số tiền là 43 tỷ. Đến nay thì đơn vị đã thực hiện nộp được 15 tỷ 800 và số còn nợ lại là 27 tỷ 257 triệu. Cái phát hành thông báo của chúng tôi là phát hành thông báo từ tháng 7 năm 2017. Cho đến nay thì đơn vị Liên hiệp Thể thao Quốc gia đã chậm nộp từ hơn 1 năm. Đối với các hợp đồng ngắn hạn từ năm 2015 đến nay, Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm hiện mới phát hành thông báo thu thuế của năm 2017 là 45 tỷ đồng. Còn lại các năm khác vẫn phải chờ văn bản hướng dẫn từ cấp trên. Hiện nay là cũng chưa phát hành thông báo cái tiền thuế đất của năm 2015, 16 và 18. Để theo kiến nghị của Bộ Thông tin là hiện nay là đề nghị là chưa, tạm thời là chưa thu tiền thuế đất đối với khu vực này. Thế thì đối với cái trường hợp này thì chúng tôi tạm thời là chưa phát hành thông báo thuế và cũng đang chờ các cái hướng dẫn của thành phố cũng như là các cơ sở ngành, của các cơ quan chuyên môn. Đại diện Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm cho biết thêm, nếu trong thời gian tới khu Liên hiệp Thể thao Quốc gia không nộp đủ 72 tỷ đồng tiền thuê đất thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định.